Rồi bắt đầu mình trò chuyện nha chị nha. Dạ. Thưa chú và cô, con rất là vui khi được kết nối cho cô và chú được trò chuyện với nhau. Thì trước màn hình chúng ta là cô Linda Kim, thì đang còn được nghi ngờ là mẹ của chị Hằng, cũng như là nghi ngờ là người bạn cũ của chú. Vì vậy cho nên là cô với chú cứ trao đổi với nhau, mình tìm cái điểm chung coi thử có thật sự trước đây là cô chú đã từng gặp nhau hay không. Ba nói ba không nhớ nổi. Vậy cô chú cứ hỏi thăm nhau đi, rồi cô Kim hình như cô Kim cũng đang còn muốn nói đôi đôi điều á. Anh tên Body. Ngày quán ba. Ngày quán ba. Của em Linda, Baby Linda, tóc ngắn, xoăn tóc. Nhưng khi anh gặp em là anh dưới 25 tuổi, anh rất mến em. Khi anh ra trà đường Nguyễn Văn Thoại, anh nghe không? Anh có nghe rõ không? Nhưng khi đó anh đang ngồi với em là anh uống nước trà và bia và rượu tí tí. Khi xong là anh ra nhà trọ của em sau lưng phòng trọ, anh có nghe không? Dạ thưa cô, để phiên dịch lại cô ha, để có người phiên dịch lại, mình nói ngắn gọn để phiên dịch lại chứ chú không nghe được. Dạ. Say your name is body. Your name is body. Her name is Linda. She say before you miss her on the ball on the plantation road before Plantation 1975. Before Plantation Road. Ba nói là đúng là ba có tới những cái quán ở trên đường Nguyễn Văn Thoại hồi trước, là đúng đó, tên của ba thì là đúng. Em nhắc một điều này, khi em ra từ phi trường ra tới phòng trà, tên em phòng trà là tên tiếng Anh, không có tiếng Việt. She work is one of the bar, but the name of the bar is the English name, American name, not Vietnamese. They have American name. She don't remember what name on the bar. Ask her, was it Melody Bar or Peace? Peach. Peace or Melody? Cô ơi, ba con hỏi là cô có tới cái quán bar hay cô có làm cái quán bar nào tên là Melody hay là Peace không? Cô tiếng đó là tiếng Anh, cô không biết chữ, cô không biết dịch. Đó là tiếng Anh của Body vào khi còn trẻ. She says she don't know what that mean and she don't remember. Well, that was just the name of the bar. Yeah, she doesn't really mean anything. She don't remember and she don't know what the name, because this American name, that's why. But she just remember your name, everybody. She does not remember the name of the bar. Cô không nhớ nhớ được cái quán bar tên gì luôn hả? Chị không có tiếng Việt. Cô chỉ có tiếng Anh thôi. She says she can't remember. Does she remember the Continental Hotel? Vậy cô có nhớ cô có tới cái hotel nào và tên gì không? Cô chỉ tới gặp ba cô là tại đó thôi, không có đi nơi khác. Tại đâu cô? Tại cái quán bar hay là tại cái apartment, tới cái chỗ ở của cô, nhà trọ của cô? Tại con ma là cô chỉ biết ba lê tại con ma của cô làm thôi, chứ không có đi quán bar khác. Rồi ở ngoài quán bar thôi hay là cô có gặp ba con ở chỗ nào khác nữa không? Gặp ba là ba chỉ ra nhà trọ của cô Linh, chỉ nghỉ ngơi đó rồi ba về thôi. She say he just met you on the bar, and that's it. No one, nowhere. Oh. On
only one, the bar and on her apartment. That's it. Yeah, but so many bars. I don't know. I used to go to Melody a lot, but there were so many bars. Say for sure which one. Bà nói là trên cái con đường Nguyễn Văn Thoại nhiều cái quán bar lắm. Nhưng mà ba không nhớ là ba đi đâu. Giống như không thể nhớ hết được những cái quán bar nào ba đi. Nhưng mà cái quán bar mà đặc biệt nhất mà ba thường tới là Melody với cái Pit thôi, hai cái thôi. Đó. Thì cô chỉ biết là ba tới cô là năm 70. Khi ba về cũng là năm 70. Cô chỉ nhớ trong ký ức của cô lúc đó là cô mới 16, 17 tuổi thôi. She says she remember is she met you on 1970 and she don't see you again. She not saw you again. You not come back with her the end of the year 1970. Okay. That's she say. Mm-hmm. That's the right one. That's the right time. You met my mom on the year 1970. It would have been in 1970. Bà nói là đúng là ba gặp mẹ của con là năm 1970. And you not come back and see her the end of the year. I went to Australia at the end of December. And when I came home, I only had 2 months before I came back to the United States. So I didn't get to go to downtown. Thì ba nói là đúng là cái thời gian mà ba con gặp ba con đó, ba con gặp mẹ của con là năm 70. Và ba không quay lại gặp mẹ con nữa là vào cuối năm 1970 luôn. Đó, thì cuối năm 1970 thì ba con phải đi về bên Úc. Theo cái lệnh là ba con phải đi về bên đó 2 tháng trước khi ba con đi về Mỹ. Đó. Nhưng mà ba con là nhìn là ba con nói là ba con chưa gặp cô bao giờ và không có một cái cảm giác gì hết. Nhưng mà bây giờ cô cứ nói là cô chỉ có một mình ba con, cái tên thì đúng, thời buổi quen cũng đúng. Đó, thì bây giờ theo con đó thì con chỉ nghĩ là chỉ có hai câu giải đáp ở trong đầu của con, là trong một tuần nay con suy nghĩ là chỉ có hai câu giải đáp cho con và cho ba con thôi, là có thể là ba con đã từng gặp cô đó, nhưng mà cái đứa con của cô, đây là con nói nếu thôi, nếu như mà cô đã có từng quan hệ với ba con thì cái đứa con của cô và ba con có lẽ là không phải là con, chẳng lẽ là còn một người con khác. Có thể là cái người đó chưa có làm ADN cho nên chưa đụng vào với ba con. Đó, còn có thể là con của mẹ con với ba con. Con nói vậy cô hiểu không? Cô hiểu. Nhưng đúng bị hiểu ý. Dạ. Dạ. Cho cô nói một cái. Lần đầu tiên là cô còn trẻ. Cô chỉ gặp ba con trong quán bar thì ra 3-4 lần đó là ba cái chị cô thôi, nhưng mà nọ quá thì giờ ba có nhìn nhận hay là con có nhìn nhận cái chuyện đó là của con. Nhưng đối với cô, nhìn cái ký ức của con cô bồng đi dầm mưa dài nắng trong năm tháng trời đó thì con có biết lịch, thì khi nào cái ký ức của cô thì con cô á, giống cô từng chi tiết và có chỉ cái đôi mắt và cái sùng mũi nó giống chị ba nó thôi. Còn nói ra về cô không có bao giờ quên con cô được. Nếu con đúng hay là không đúng, cô cũng vẫn ôm ấp con cô trong trái tim của cô cho đến đời cuối. Không sao. Cô ơi, con nói cô nghe nè. Con đã đi tìm mẹ con và ba con ủng hộ cho con đi tìm mẹ con. Không có cái cớ gì và không có cái lý do gì mà tìm được mà không nhận hết cô. Đó. Con và ba con đi tìm là dĩ nhiên là phải nhận. Đó, cái thứ nhất là ba con là phải dựa theo cái ADN. Tự vì ba con không có thể nào nhận qua cái gương mặt giống nhau như thế nào là ba con không có chấp nhận như vậy. Ba con dựa vào những cái giấy tờ để ba con nhận. Là cái thứ nhất. Cái hai thì giống như con nói đó, là ba con nói thì là đúng là tên của ba con. Cái thời buổi quen và cái thời buổi ba con rời thì cũng đúng hết. Đó, nhưng mà nhận cô thì ba con nhìn cái bên ngoài thì ba con không có cái nhớ nổi nữa. Từ 50 mấy năm rồi cô.
đó, cô thông cảm cho ba con là từ vì ba con lớn tuổi rồi, ba con cũng có bệnh trong người nên ba con không nhớ hết được. Chứ còn nói mà để mà không nhận thì là không phải vậy đâu cô. Giống như cái câu trả lời con mới nói với cô đó, là chỉ có một cái giả thuyết hoặc là một cái câu trả lời nữa thôi, là có thể ba và cô đã có từng quan hệ. Con nói là có thể thôi, có nghĩa là cô cũng có con. Nếu như thật sự con của ba con thì là một người con khác chứ không phải là con. Nếu như cô có một đứa con với ba con như vậy là chị em cùng cha khác mẹ với con. Đó. Thì bây giờ á, là cái kết quả bên ADN bên Mỹ đây là còn một tuần nữa là có rồi. Còn nếu như cô cũng nói rằng là vì cô vô máu có thể ADN cô thay đổi, thì bây giờ cô cho con lấy ADN của anh em của cô một người đi, cùng cha cùng mẹ với cô, cho con thử một người đi, lấy máu, lấy móng tay và lấy tóc gửi vô cho Tuấn Vĩ giùm con một lần nữa, thử với người anh em coi không có bị vô máu gì hết, coi kết quả như thế nào. Đó, còn con với cô là ADN đã ra một lần rồi, thì bây giờ còn một cái bên Mỹ và cái bên Tuấn Vĩ là hai cái. Nếu như ba cái ra mà đều không đúng hết, mà cô cứ nói rằng chỉ có ba con gần với cô, thì bắt buộc cái việc này là phải có một đứa con khác rồi. À, cho cô tiếp theo cái lời nói của con. À, cái trí ức của cô khi cái tuổi của cô còn thơ, thì bây giờ cô không có giận diện ai mà cái sai lầm của cô. Vì ông Modi cô già đi nữa, cô vẫn giận diện được ra từng cái tiếng nói của ông và từng cái khuôn mặt của ông và từng cái dáng người của ông. Nhưng bây giờ nếu ông Modi càng ngày càng lớn, càng quên lãng, đó là cái chuyện của ông. Còn đối với cô, biết rằng là người đó gần cô để cho cô vài chục hay hai mấy đồng, hay mười mấy đồng, cô vẫn còn dơ body. Còn nếu nói ra không trùng hợp với con, đó là do trời định, là số phận. Còn bây giờ cô gián định rằng anh chị em của cô rất thương yêu cô, dù con có trúng hay là không trúng thì cô cũng ổn vô trong ý của cô. Cô không có làm phiền gia đình của cô nữa, vì chị em cô nói rằng nếu có đúng về con cái thì em mừng cho chị, còn nếu không đúng con cái thì em mọc chị từ đây đến chừng nào chị mất. Vậy thôi, không có lý gen nè con. Không cô nói cô nghe, nếu mà anh em cô mà thương cô tới mức độ như vậy thì nếu thật sự là cậu và cô ruột của con thì dĩ nhiên là con cũng đâu thể bỏ được. Nhưng mà nếu mà cô nói như vậy mà cô có cái bệnh mà cô không chịu cho người khác thử ADN thì làm sao có cái kết quả rõ ràng được cô? Cô đồng ý con điều này không? Bây giờ biết là Tuấn Vĩ cũng không cần phải đi ra tới ngoài Huế nữa. Gia đình nhà cô lấy móng tay tóc gửi thẳng vô để cho nó rõ ràng cái việc này. Chứ nếu mà cô cắt ngang như vậy là hình như con thấy là nó không được đúng lắm. Đó, tại vì cô cứ khẳng khẳng rằng ba con thì cô phải để ý làm cho nó rõ ràng điều này. Chứ cô tới lưng chừng rồi cô ngưng cô nói là tại vì cô vô máu mà cô không cho gia đình cô làm tiếp theo thì làm sao được cô? Mình làm cái gì cũng phải có giấy tờ nó rõ ràng chứ. Còn nếu như là con của cô thì cái cớ gì mà con không nhận cô được. Và đồng thời qua cái câu chuyện này là trên kênh đây nè, đó, thì bây giờ ví dụ là cô có ở với ba con, có thể là có một người con, thì bây giờ cũng sẵn cái kênh đây thì con cũng có đôi câu như vậy. Nếu như mà những anh chị em like nào mà chưa làm ADN đó thì cứ làm ADN đi, biết đâu được người ta cũng nằm trong cái hoàn cảnh của con, cha mẹ nuôi họ không nói, là tự vì người ta, gia đình người ta ít con hay là người ta thương con nuôi, người ta không có nói ra là con là con nuôi của mẹ, thì cả đời cái người con nuôi đó chẳng bao giờ biết. Nhưng mà không phải là thử ADN để mà mình phản phúc gia đình nuôi hay là này kia, thì không phải như vậy đâu. Con nói thật đi cô, cái công mang nặng đẻ đau và cái công người ta nuôi cái nào nó cũng nặng. Không có cái lý do gì mà con là con của cô mà con không nhận, trong cái con bỏ ra tới 22 năm để con đi tìm mẹ con mà. Mẹ con ở đây nè, mẹ con cũng nói là
lên làm DNA test. Con trai của con và kể cả con gia đình đều yêu cầu cô là lên làm DNA, làm ADN cho con cho nó được rõ ràng. Giờ bây giờ cô xin phép con một cái như thế này. Dạ. Thì cô đến thành phố Hồ Chí Minh này, cô còn chẳng quen biết bất cứ một ai. Cô đến á, nơi cái phòng trà đó là cô nói hàng năm với con, cô cũng không giao tế người Việt mà cô cũng không giao tế các chị đó. Thì nó quá, cô không là bạn của ai mà cô không làm người quen của ai. Nhưng khi cô thấy rằng là ba con rất mến cô, là cô còn nhỏ dài, nhưng mà cái đồng tiền ba cho tuy rằng ít ỏi thật, nhưng cô vẫn tôn trọng ba là một người đồng hoàng trong con ba đó. Còn những người tại sao cho cô tiền nhiều mà họ có một cái địa vị giống là táo tợn, cô không thích. Nhưng nên á, cô cũng cô nói thì đúng là cái bánh của ba con là dạ mong. À, giờ bây giờ như vậy nè, cô dắt lại một cái. Khi ra gần cô sợ là cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa bắt, cô vội vã nói ba bận áo quần lên xích lô mà về đi, tại sợ baby bị bắt. Thì cái điều đó chắc ông sẽ có nhớ. Cô nói là cô sợ ba con bị cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa bắt hả? Không, là cô sợ ba cô, con bị. Cô sợ cô làm gần ba là người ta nói mình. Hey, this is worry about she's scared. The MP is scared her because they thought she's a hawker. Yeah, I'm saying that. What you is get in the cyclo and go back on your base. What? Did you remember that? No, never. Bà nói bà con không nhớ được mấy cái điều đó. Thôi giờ với con này. Cô vui, cố gắng giữ gìn sức khỏe lại để cô ôm con cô một cái ký ức khi tuổi con cô còn thơ mà cô đến đó cô gửi. Nhưng mà người ta đổi cái tên con cô vì con của cô bồng đi ngoài nắng ngoài mưa. À, cô đặt Nguyễn Thị Mimi, mừng sao cô quên cô được. Thì cô nói thẳng con, cô không bao giờ cô quên những cái trí ức mà khi cô bầm con cô mà tới gửi đó, khi vào cô vào trại Thủ Đức mà họ đau xô đẩy cô để mấy cái thẹo kỷ niệm này cô không bao giờ quên. Còn nếu một ai đó mà khi đã cố định nhìn dần về con của cô thì cô không nhìn dần bất cứ một ai trên quãi đời này nữa, cô an tâm. Con nói cô nghe nè, con đã làm tất cả những gì để con tìm mẹ con. Con bay về bên đây, thứ nhất là con thăm ba con trước, thứ hai là con để cho cô nhìn thấy mặt ba con và con sẽ trả lời tất cả những cái gì cô muốn hỏi ba con. Đó, con đã nói với ba con từ hồi trưa tới giờ cũng nhiều lắm. Đó, thì có mẹ con đây, có mẹ con ngồi, mom ngồi đây, là cô biết là con không giấu tất cả gia đình cái gì hết. Đó. Vì cô dần diện ba con là một cái ức. Ôi mẹ. Chào chị. Đây là mẹ của cô, vợ của ba con đó, mẹ của con đó. Nói là con nói là một cô chào chị. Không giấu cái gì hết. Vì dần diện ba con là để một cái ức là cô nhớ lại con cô thôi. Chứ con không phải dần diện ba con mà để làm vợ làm chồng hoặc là tham mưu một cái chuyện để mà đi qua Mỹ, cái chuyện đó cô không bao giờ. Nếu mà là mẹ của con thì con bảo lãnh được chứ không cần phải làm phiền tới vợ của ba con. Bây giờ cái giây phút cuối này rồi, cô không đi trên trời cuối đất nào nữa hết. Bây giờ cô chỉ á, con nói cô nghe nè. Bây giờ con nói ở đây
cả cái cộng đồng đều nghe. Đó là nếu như gia đình của cô là có cậu, có dì, có em trai hay là anh trai của cô, là tất cả đều nghe con nói cái tiếng nói của con. Bây giờ con không biết là con có phải con của gia đình nhà cô hay không, mà bây giờ cô thì thuộc máu. Cái lý do đó là con không có cãi được. Đó. Nhưng mà khoa học thì chưa có chứng minh cái điều này. Nhưng mà vì cái lý do này nên cô muốn nhận dạng ba con và để cho ba con có cái cơ hội để nhìn cô và nhận dạng lại coi ba con có nhớ được cái gì hay không. Đó, thì ba con vẫn không nhớ được, nhưng mà những cái gì cô nói là ba con nhận là đều đúng. Đó, thì bây giờ nếu như cô hoặc cậu, em trai của dì của cô đây nghe được tiếng nói của con, thì bây giờ cô không muốn làm phiền gia đình cô thì cứ coi như con làm phiền đi, con làm phiền gia đình cô đi. Con xin cậu hoặc em trai hay là cái cùng cha khác, cùng cha cùng mẹ với cô cho ấp và móng tay bởi vì chuẩn bị. Đó, kết quả này ra cho nó chính xác một lần nữa. Đó là con ruột của cô, mà cô cứ nói ba con là người tình hồi xưa của cô, và chi cô chỉ có quan hệ với một mình ba con mà có một đứa con. Như vậy thì con phải có một đứa em cùng cha khác mẹ. Đó, chỉ có cái kết luận thôi. Nếu như mà ba con với cô mà có một đứa con thì đụng vào con là dĩ nhiên con cũng có trách nhiệm để con đi tìm em con, chứ con cũng không cần ba con tìm nữa, con là người đã đi tìm. Đó, còn cái chuyện mà đưa cô đi Mỹ là con, chứ con không cần ba con đưa nữa. Từ vì con là con cô thì dĩ nhiên con phải đưa cô rồi, con đâu cần tới vợ của ba con này. Con đó, đã đi tới con đường này đi hơn một nửa rồi, thì bây giờ nếu kết quả lần này mình còn thêm một lần nữa là mượn ADN của gia đình nhà cô, anh và em gái của cô cũng chừng, thì có thể đâu là đụng vào lần này cũng chừng nữa, mà tôi bị cũng không cần phải đi ra tới Huế. Con nói như vậy là cô hiểu rồi, cũng chẳng cần phải mang lên mạng làm gì nữa. Chỉ lấy tóc và móng tay vậy thôi. Dạ, thưa cô, theo con nghĩ chị Hằng đưa ra cái gợi ý như vậy, con nghĩ là hợp lý đó cô. Bởi vì thế này, chúng ta đang đi kiếm sự thật, chứ còn nói cái chuyện là phiền thì thật ra nó cũng coi như nếu mà cô phiền, cô ngại thì coi như chị Hằng phiền đi. Nhưng mà theo con nghĩ đó, có thể là cái video này thì gia đình cô cũng xem được. Vì lẽ đó mà chúng ta nên tạo điều kiện cho nhau và để đi kiếm ra cái sự thật, thì theo con nghĩ như vậy là hợp lý. Chứ cũng không có nguyên do gì mà còn một chút xíu lấn cấn đó mà mình lại không tạo điều kiện cho nhau, thì con nghĩ là không hợp lý. Cá nhân con thì con nghĩ như vậy. Giờ cho con nói với Tung Vĩ, với cháu. Giờ bây giờ nó qua trong trí của cô, cô cứ nghĩ người đó đến và cô sinh con. Giờ bây giờ cô không thích là cái gì gen hay là không gen, cô không hiểu biết. Nhưng bây giờ cô không muốn thích để cho gia đình cô suy nghĩ lại. Vì hồi nhỏ mà chị mình đi ở đợ mà không may rớt vào trong quán bar đó để bán thân cho người Tây đó, mà không may chị mình có một đứa bé mà làm cho chị mình khổ suốt cả cuộc đời, mà mất con lại mất cả gia đình, mà mất cả anh chị em. Nhưng á, tôi rất cảm ơn Body, vì thường khi anh ra là xích lô đường Nguyễn Văn Thoại, anh đi vô thẳng một đường rồi anh đi ra chỉ ra nhà trọ của em 3 phút, chứ không có xa. Rất cảm ơn anh. Cô nói thì con hiểu, nhưng mà nếu mà cô nói như vậy á mà cô không có chịu chấp nhận và ADN để mà cho nó cùng khớp đó, thì không có giấy tờ gì là bằng chứng được cô à. Ba con nói là bây giờ có một chục đứa con ở Việt Nam mà đủ ADN là ba con đều nhận hết. Ba con không từ chối, ba con không trốn tránh việc ba con. Đó, con nói chuyện ở đây là cả nhà đều nghe hết, là cô con không giấu ai cái gì hết. Thì bây giờ cô cũng đã đi hết nửa đường rồi, thì chỉ còn một tóc tay và cái tóc của một cậu hay một gì nào cho thôi, là rõ ràng.
thật. Biết đâu cái móng tay của cái người em, người anh cô đó mà kết quả khác thì sao? Tự vì con cần phải có tiếng nói ở trong gia đình của cô. Con muốn hiên ngang bước vô nhà của cô là con là một đứa con, đứa cháu thất lạc. Chứ con không muốn nhận mà không có giấy tờ. Con không muốn như vậy. Thà tìm suốt đời con không tìm được mẹ con tới hơi thở cuối cùng của con, ngày tàn của con chấp nhận. Chứ còn con phải có một cái tiếng nói cô ạ. À, con còn phải đối chứng với gia đình mẹ nuôi của con, mẹ thương của con, cực khổ nuôi con mấy chục năm mà cô. Được, con còn phải có tiếng nói với bà con nữa. Con không thể nào mà nhận mà không có đứng được cô ạ. À, cô thương con thì cũng như cô thương con gái. Cô biết đâu cái ADN đó không trúng với con nhưng mà lại trúng với lại con gái của cô thì sao? Cô cũng phải để cho ba còn một đứa con để đi có cơ hội đi kêu ba em con về chứ. Cô không dùng dần bất cứ một ai trên cuối đời này vì cô cảm thấy rằng từ khi đưa cô lên, cô thấy cô xuống sức quá nhiều rồi. Không biết khi nào cô ngủ mà không biết khi nào cô còn thức. Cô chỉ nói vậy thôi. Nếu cô van xin bề trên mang cô đi sớm, cái sự đau khổ cô không để cho người đời để khóc về cô. Từ vì ba con nói là ba con là bạn gái, biết đâu cả hai là cô cũng là một trong hai người, là hai người đều có con với ba con hết thì sao? Thì chị em cùng cứ gương mặt với nhau là chuyện bình thường. Có thể là người em gái con cái mặt cũng giống con, cho nên cô, nếu mà cô tới đây mà cô ngưng như vậy là cô nghĩ đi, bao nhiêu người trên cộng đồng mạng trái đất này đều đánh dấu hỏi là tại sao cô không làm tiếp theo. Và gia đình của cô ai cũng biết cái câu chuyện của cô rồi, đau khổ gì nó cũng qua rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là đã tới mực rồi đó. Thì bây giờ con không phải nằm chỉ cô để mà con ăn uống một cái gì ở trong cái tài sản của cô, cái hay gia tài của cô, con không bao giờ có lối suy nghĩ đó. Nhưng mà con muốn cô nói với gia đình cô cho con xin cái tóc và cái móng tay để chi? Con muốn sáng tỏ điều này. Thứ nhất là nếu ba con còn đứa con là con sẽ đi kiếm em hoặc chị con về. Thứ hai là ba con sẽ không bao giờ từ chối nếu bất cứ cái ADN nào mà dính vô ADN của ba con là ba con đều nhận hết, không cần thiết nói là trai hay là gái đó. Cho nên nếu mà cô rút nuôi kiểu này là thì bây giờ ai cũng biết câu chuyện của cô rồi, tốt hay đẹp xấu là nó đâu có nói đi. Vì cô sống á, bản chất của cô rất thật thà, cô không thích một cái chuyện gì ngoài ra nữa. Bây giờ ngang chừng này cô rất cảm ơn Body. Dù khi Body ôm cổ bé Linda chỉ biết cười chứ không biết nghe cái tiếng Việt của Linda, nghe chưa rõ như vậy nhé. Cô nhìn thấy ba con không? Ba con rất là hiền. Nếu như ba con là một người không có chịu trách nhiệm với việc làm của ông không có cần thiết phải lên đây ngồi trong khi có mặt vợ ông ở đây nữa. Bà rất con là thông con. Vậy như vậy cho cô xin phép, ngang chừng này là cái ký ức của cô là hồi tuổi còn thơ đọc ông ta thôi, nhưng bây giờ cô chấm dứt, cô không để những gì mà trong lương tâm của cô mà để cắn rứt kết. Vì cô nhìn ông ta là ông ta rất mến cô và thật thà, rất mến cô, rất thú vị hơn các cái chị trong phòng trà lớn tuổi đó. Vì cô tính tình là một đứa trẻ thơ nên ba con rất mến cô, chứ không phải là mến về tình nhân. Vì quá thật thì cũng như con đã nói rồi cô, chỉ có cái đáp, chỉ có một cái đáp số đó cho đầu của con thôi. Tuấn Vĩ cảm thấy thế nào vì câu nói của chị và cả cộng đồng mạng? Có thể nào cho biết thử cái câu nói của con như vậy đúng hay sai? Nói chung là quan điểm của em, dạ, em xin cắt lời chị. Nói về quan điểm của em thì em hoàn toàn đồng ý với quyết định và cái phát biểu của chị. Bởi vì thực sự mà nói đó là cái việc mà đi kiếm mẹ đó là cái khao khát của chị và cả ông Body. Chứ không phải là riêng gì chị không, mà chính chú cũng là cái người mà đã động viên chị để đi kiếm mẹ, kể cả những lúc chị chán nản. Thì cái việc mà chị khao khát thì không có phủ nhận được cái điều đó. Và cái việc mà rõ ràng
thì em rất là hoan nghênh cái việc đó. Em làm việc cũng vậy, em cần bằng chứng chứ em không phải là chỉ cái lời nói suông. Nên là cái chuyện bằng chứng mà trong lúc đó cái khả năng để mình kiếm bằng chứng đâu phải là không có. Mình có khả năng mà. Em của cô còn đó, con của cô hoặc là cháu của cô, rồi những người liên quan đến cô còn đó. Thì ví dụ như cô nói rằng là do cô vô máu nên nó không không trùng chẳng hạn là như vậy, thì cái việc mà bây giờ lấy mẫu của những người thân thì cái chuyện đó là theo Tuấn Vị nghĩ là cái chuyện dĩ nhiên và nên tạo điều kiện cho nhau. Cho nên là em nghĩ là cái sự mà phát biểu của chị và cái quan điểm làm việc như vậy là em hoàn toàn đồng ý và em hoan nghênh cái chuyện đó và nên như vậy. Chứ mình không có thể nói suông được. Con từng nghe anh Khỏe nói với con á, là em trai của cô hay là anh trai gì đó, là đã từng nói rằng nếu như mà ADN mà trùng khớp thì nhận về được một đứa con thất lạc, thì mấy cậu á là sẽ về chỗ cô để mà làm tiệc ăn mừng đó, thay vì đó đó cho con xin móng cây và tóc để con chứng là ba con nữa hay không, và con còn em gái hay chị gái nào hay không để đi về gặp ba ruột của mình. Chứ còn công nuôi của cái gia đình ta cũng vẫn báo hiếu chứ không bao giờ quên được cái ơn đó hết. Và đồng thời con đã tự nguyện với lòng của con á, năm 2005 là con bắt đầu chính thức đi tìm mẹ ruột của con, là con lan rộng hết, là con đã nguyện. Khi con tìm được cha và mẹ ruột của con không còn biết cha con có còn đi được hay không, mẹ con còn đi được hay không, còn có phải cõng trên vai. Con cũng yêu cầu một điều thôi, là đồng ý với con đi về trên Bảo Lộc và thắp cho mẹ nuôi con một cây nhang hoặc một cây đèn cầy. Đó là cái ân tình của mẹ con. Cho nên á, khi con tìm được mẹ ruột của con phải có giấy tờ, và con muốn mẹ ruột của con bước vào trong gia đình mẹ nuôi để nhà cho gia đình mẹ nuôi con trước, không có lý do gì lén lúc con muốn hiên ngang chính đại mình là mẹ đẻ của con Hằng, mình tới gia đình mẹ nuôi nó để mình cảm ơn, chứ con không muốn là không có giấy tờ nhận vớ nhận vẩn hay là như thế nào, và con cũng không có muốn là làm một cái gì mà bất hợp pháp, con không muốn như vậy. Con nghe cô nói một điều này, cô không phải vì cái gì nhưng cô ngó con trên màn hình thì vui cho cuộc đời thanh xuân của cô đã bị gởi con rồi đánh tráo. Giờ bây giờ cô đẻ đứa bé không có một miếng giấy tờ gì để lột trong lưng của cô chỉ trốn bệnh viện, cô bước chân ra đi ra tới nhà ga để cô mất con cô, cho đến 5 tháng con cô biết lịch cô tới gửi, nhưng mà vô tình có một cái anh tới nói cho mình biết chục đồng đi, thì quá mừng vội vã để tới gửi con thôi, rồi để đi làm thêm mua sữa mã để ôm con mình về quê, mình có trốn trong nhà đi nữa là cùng con của mình. Nhưng không may á, họ tráo trợn lương tâm, cô không bao giờ cô bỏ qua cho những người đó, cô có chết đi nữa cô không không bao giờ bỏ qua cho những người mà tráo con cô mà tráo tên như cô ơi. Con nói cô nghe nè, nếu như cái người mà cháo chở hoặc là đổi tên con của cô đó nha, người ta như thế nào con không biết đó, nhưng mà về phần mẹ nuôi con là cái chuyện của con như thế nào để mà con tới được với mẹ xuân, con không biết, chưa ai dạy cho con. Thành ra mà con được gia đình cưng chiều như thế này, lớn trong một cái gia đình là coi như rất là hoàn chỉnh, từ ông ngoại tổ xuống là mấy bác mấy chị rất là tốt, chưa bao giờ con ăn một cái bạt tay của mẹ nuôi con nữa, là con đã là cái công ơn này. Con không biết mẹ ruột con cho con như thế nào, con không biết, và con không nghĩ xấu về mẹ con đó, nhưng mà
con vẫn cảm ơn là mẹ đẻ con đã gửi con tới một cái gia đình rất là đúng. Rất là đúng, con không trách mẹ nuôi con là mẹ ruột con đã bỏ con không nói vậy. Nhưng mà có thể con hơn. Vì mẹ ruột con không nuôi con được, gửi con đi cũng được, hay là cho con đi cũng được. Nhưng mà con rất cảm ơn là mẹ cũng đã bỏ con tới đúng cái gia đình. Và ngày hôm nay gia đình cũng để cho con đi tìm mẹ cũng chẳng á. Cho cô nói không có giấy tờ gì hết để làm bằng chứng thì cô cho con gái của cô và cho chính bản thân của cô một cái con hình nhau trên mặt giấy tờ, cho nó đầy đủ giấy tờ, cho nó hợp lý, hợp tình. Cái điều này con nghĩ cô làm được, còn cô có làm hay không thôi. Đó. À, bây giờ như vậy này, cô cũng không làm phiền con nữa. Vì con cũng đi tìm, nó con nói với cô trên cái điện thoại này, đi tìm mẹ rất nhiều. Nhưng cô cũng đi tìm con rất nhiều. Ngày hôm nay cô gặp tưởng tượng cái khuôn mặt của con giống như là con cô đang ôm ấp trong bụng. Thôi cô rất cảm ơn con. Con hiện diện cho cô như vậy là còn đủ vui trong lòng rồi. Dù cô có nhắm mắt đi nữa, cô cũng là con xin lỗi cô. Là cảm ơn ba con. Vậy con thôi, còn nếu con hết cô một câu như vậy. Bây giờ đó là cái kênh này trước sau con video con bị cũng đưa lên rồi. Thì bây giờ con xin phép cô, giờ con muốn nói chuyện với anh hoặc em trai hoặc là chị gái em gái của cô. Bây giờ con đây, cô không đồng ý làm tiếp, bây giờ chính miệng con sẽ xin với cậu là em trai hoặc anh trai của cô, xin với dì là chị gái hoặc em gái của cô, nếu đồng tình với con để cho cô đi tìm lại con gái của cô. Xin cho con xin cậu bóng cày và tóc, gửi thẳng tới Tuấn Vĩ và liên lạc là thẳng với Tuấn Vĩ, chứ cũng không cần thiết phải gửi qua cô nữa. Con xin như vậy. Con xin lỗi cô cho con là chuẩn bị đi hết với cô như vậy. À, chứ, rồi. Để cho giấy tờ nó trọn vẹn, để cho con được rõ ràng, danh chánh ngôn thuận, là con xin phép cậu cho con tóc và móng tay, gửi thẳng và liên lạc tới Tuấn Vĩ để cho con có câu trả lời cho ba con, và kể cả cô và kể cả con nữa. Nếu ba con còn một đứa con nào thì ba con sẽ nhận về, còn con nếu có một người chị hoặc người em con sẽ kiếm về, còn bản thân của cô cũng kiếm được con gái cô. Nếu như cô thật sự có ở với ba con mà cô nhất định có một đứa con thì nhất định đứa con đó phải nằm trên đất Mỹ hoặc là Việt, có ADN là nó sẽ dính vô hết thôi cô. Nhưng cho cô nói một điều như thế này nè. Ông trời ban ra cho cô nhận diện là con người đúng con của cô, đúng khuôn mặt của cô nhận diện. Còn ngoài đám máu hay là cái gì đó, cô không nhận diện, cô không biết. Cô ơi, ở của cô, để trên bộ não của cô, cô chỉ định gì, nhớ gì thế đó thôi. Còn nói về, cô, à, cô không biết thật xài cái điện thoại, cô không biết xài cái TV. Giả thử cháu của cô đi học, cô kêu người dân tộc qua mở tin tức đánh nhau để cho cô nhớ lại cái trí óc của cô bị tàn phá năm 72, là cô suy nghĩ cái đó. Còn bây giờ cô rất cảm ơn con. À, cô rất cảm ơn một cái xã hội khóc về cô. Vì cô kể ra đây á, nếu ai có con đừng có để thất lạc những gì cô, đừng có để mà có cái sự buồn nhiều hơn cô như vậy. Ai có anh chị em vì một người chị đã đau khổ vì các em, thì sau này ai có giàu có, anh chị em của cô ai có giàu có đắp đổi lại cho người chị khổ, ai là người em mình khổ, cái điều đó là cô rất mừng rồi. Nhưng mà con hy vọng là gia đình cô, các cậu, các dì coi cái clip video này sẽ đồng tình với con và sẽ cho con xin tóc vào móng tay, gửi thẳng xuống Tuấn Vĩ là con chỉ yêu cầu, và con cũng chỉ xin có nhiều đó thôi chứ con không xin gì hết, từ vì đây là cái yêu cầu chính đáng của con mà. Vì đó là chuyện của anh em của cô. Còn ngoài ra, bây giờ cho đến chết,
cô cũng không trở về chung. Bà nói như vậy vì cái trí ức của cô khi tuổi còn thơ, cô đã gắn hết tất cả rồi. Giờ mọi người, cô giàu có đi nữa hay là con cái bên Mỹ, cô đắp đổi đi nữa là phần đó cho chị mình để nuôi con cháu về sau. Còn cô thì dĩ nhiên ra ở nơi đây thiếu, cô cũng không thiếu, cô chỉ thiếu về con của cô thôi. Như vậy thì cô cảm ơn con và cũng mình nha. Cô nhận con gái con, cô nhận con gái của cô Tuấn Bỉ. Dạ. À, chị nói đi chị. Chị nói sao? Ý chị nói sao? Tuấn Bỉ nói giùm chị cỡ chị. Dạ. Chị muốn nói chị nói. Dạ rồi. À, thưa thưa cô thế này nè. À, cái việc đâu nó còn có đó. Và cái này cũng chưa phải là bắt buộc cô phải quyết định liền. Nhưng theo 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 con đó thì cái việc mà chị Hằng đề nghị là hoàn toàn hợp lý. Và nếu thật sự là cô cứ nghĩ đi, mình làm phiền anh chị em trong gia đình một chút xíu, đổi vào đó mình biết được sự thật và mình nhận được một đứa con, thì hỏi rằng tại sao một đứa con mình đã khao khát muốn kiếm con và mình yêu thương nó như vậy, tại sao mình không kiếm ra sự thật để mà mình nhận con mình về, trong lúc đó phải sĩ diện cái chuyện là sợ phiền người này, sợ phiền người kia. Phiền này này người kia một chút xíu thì chắc là nó sẽ không có cái sự mà tổn thương nhiều bằng cái chuyện mà để mà mất một đứa con như vậy. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của con. Thì thật sự mà nói, con nói nhiều về vấn đề này con cũng rất là e ngại rằng là sẽ làm phiền cô hoặc là làm cô khó xử. Nhưng đó là cái quan điểm của con. Con chỉ nói thêm một lần này nữa. Thì con cũng hy vọng á, là qua cái buổi trò chuyện này rồi cô sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu ví dụ như mà cô vẫn giữ cái quan điểm đó thì con nghĩ chắc chắn là cái video này thì gia đình cô cũng có theo dõi, các cậu, các cô, các dì này kia cũng theo dõi. Thì hy vọng sẽ được sự hỗ trợ của từ các cậu, các dì hoặc là hỗ trợ của từ con gái út của cô. Mình đang còn rất là nhiều cách để thử, chứ không phải chỉ một mình cô không. À, vì lẽ đó mà nó không có lý do gì và cũng không có bởi vì cái việc này thì nó đường nào nó cũng đã trên cộng đồng người ta cũng đã biết hết trơn rồi. Cho nên là cái việc mà bây giờ chỉ cần tạo điều kiện cho nhau một chút xíu như vậy thì theo Tuấn Vị nghĩ là hợp lý. Còn ngược lại, nếu ví dụ không tạo điều kiện cho nhau thì theo con nghĩ là nó không hay cho lắm. Vì ở cái chỗ đó là không phải chỉ con và chị Hằng biết, và ở đây tất cả cộng đồng sẽ đánh dấu hỏi. Thật sự là trên cộng đồng sẽ đánh dấu hỏi là tại sao lại không chịu thử ADN cùng những người dì, những người cháu của mình để kiếm ra sự thật. Trong lúc đó nó không có gì khó khăn cả, có nghĩa là nằm trong cái khả năng và trong cái sự mà phạm vi cho phép, chứ đâu có phải là chặt đi ngón tay hay là phải này kia đâu, không có gì khó khăn hết trơn á. Lấy cái móng tay và tóc thì nó đơn giản lắm. Thì đó, thì con nói như vậy, bây giờ mà để cho cô phải trả lời này kia nữa thì thật sự là một cái điều hết sức khó khăn cho cô. Vì lẽ đó chứ con chỉ nói lên cái quan điểm của mình như vậy thôi. Còn lời qua tiếng lại hoài thì con nghĩ là nó cũng không hay cho lắm. Và cũng thật sự là để cô khó xử con cũng ngại. Thưa cô, con có ý kiến của con là như vậy. Dạ, cô nói như vậy nè. Đó là tùy anh chị em của cô. Cô cho hay không là quyền của họ. Dạ. Còn nói ra, cô không dám điện bất cứ một ai. Vì dạ, hồi xưa cô bỏ đi những người đã còn non dài. Mà khi cô có con, những người đó cũng không biết. Nhưng nói về á, các cô, các chị ngoài đó và các cháu ngoài đó có suy nghĩ cho giống như cô hay không, đó là quyền của họ. Yeah. Cô không làm phiền. Yeah, yeah. Cô chỉ nói như yeah, con đồng ý quan điểm của cô. Yeah. Yeah. Bởi vì ở đó là nó còn phụ thuộc vào bên thứ ba nữa, chứ cô không có quyết định được. Thì cái điều đó con thấy cũng hợp lý. Nhưng còn nếu ví dụ như gọi là sợ phiền hoặc này kia thì theo con nghĩ cũng không đến nỗi. Yeah. Không đến nỗi nào. Ví dụ như bây giờ ví dụ... Tuấn Bỉ còn cái cô đó là con đi qua ba con, là con có coi lại một lần nữa, là có khoảng một tuần nữa thôi là có kết quả rồi. Thường thường cái ADN là nó chiếu được tới đời thứ 7, đời thứ 8 đó. Đó. Đâu trong cái ADN này cô không khớp với con, nhưng mà biết đâu không lòi ra cháu ngoại của cô hay là con gái cô, thì lúc đó cái câu chuyện khác là con không có cái gì để nói nữa. Yeah. Là con đã biết. Yeah. Đã. Thưa cô đó nếu thì là như... em xin lỗi chị nói đi vậy. Yeah. Còn nếu như á mà con gái của cô
nó lòi ra, nó khớp với cô và nó sẽ nhảy vô ba con ngay, và nó sẽ nhảy vô cả con nữa. Có nghĩa là con sẽ là người chị cùng cha mẹ. Đúng. Đó là cha hết. Còn nếu bước trong người nào mà nó không nhảy qua con với ba con thì có nghĩa là người cùng người, người người cô nhìn lộn với ba con đó. Còn nếu mà không có cái gì thì chứng tỏ còn một câu trả lời cuối cùng là người con gái ấy chưa có ai đó. Và... thì bởi vậy cho hay gửi cái lời tâm tình của con á, chị em là nếu ai đã chưa tập đi tìm cha thì thử để đâu biết đâu là một người thất lạc như thế nào mà vô tình như thế nào, nhưng mà không phải để mà mình biết cái thân phận bỏ mặc cha mẹ nuôi thì không phải là ý con, không phải vậy đó. Thì bây giờ con chỉ phó thác cho Đức Mẹ con, Đức Mẹ và Chúa con tin thác hết bởi hết Chúa để quyết định cái chuyện này cho con. Nếu gia đình cô đồng tình thì mình tiếp tục ăn với những người anh chị em cô để giúp con và giúp cô, giúp ba con luôn. Còn nếu như mà gia đình cô không đồng tình thì con chỉ dựa vào cái ADN của cô bên Mỹ đây để có câu trả lời với cô thôi. Con chỉ xin vậy thôi, tự vì con đi tìm ba con đây, con cũng không có một cái gì trong tay con hết. Hình ảnh ba con không có, con không có biết ba con là ai, con một cái tên con cũng không có nữa. Nhưng mà Đức Mẹ dẫn đường chỉ lối con tìm được ba con. Thì con hy vọng là Đức Mẹ cũng sẽ cho con tìm được mẹ con. Nhưng mà con không biết ngày nào, giờ nào và trong cái hoàn cảnh nào thôi. Con tin là như vậy, chắc chắn là phải có ngày thôi. Thưa cô, thì cái việc mà con và chị Hằng vừa trao đổi đó thì nó đang nằm trên cái dự kiến thôi. Bởi vì trên thực tế đó thì mới chỉ thử ADN mới một lần đầu tiên. Còn cái mẫu ở con đó thì con gửi cho Sài Gòn, ở chỗ Sài Gòn cách đây 2 hôm. Cho nên là khoảng 2-3 hôm nữa thì mới có kết quả. Còn bên chị Hằng đó thì là cũng khoảng 1 tuần nữa mới có kết quả lần đợt 2 đó cô. Cho nên là đây cũng mới chỉ là giả thiết và đưa ra cái kế hoạch trước như vậy đó. Chứ không phải là buộc phải bây giờ. Cho nên là cái sự trao đổi này thì như con nói với cô đó, việc đâu nó còn có đó, thì cũng hy vọng rằng là cô sẽ suy nghĩ lại và cũng như tạo điều kiện cho nhau để cho nó thuận lợi cho đôi bên đó cô. Thì bây giờ hồi nãy giờ con cũng yêu cầu cô là nếu mà thử ABN này lần thứ hai này không trùng thì xin anh em của cô, đó là quyền của quân vị. Và với cháu đây, còn theo với cô không dám điện đài. Vì sao? Cái xã hội bây giờ có người thương kẻ ghét, làm cho con gái út của cô rất đau khổ trong một tháng trở lại đây. Nhưng đối với cô, dù nó có buồn phiền cô cỡ nào đi nữa, nó cũng là con của cô và cháu của cô. Khi nào cô cũng vẫn, tuy rằng ba nó bỏ cô đó, con cô 6 tháng tuổi, cô vẫn ôm ấp. Cô không móc trách móc gì hết, vì nó cũng như hoàn cảnh của cô là từ Phước Long nó cũng không bước vào, nó chỉ đi mua thuốc về trị bệnh cho nó thôi. Còn nó chưa biết là cái xung quanh này nó đến bất cứ giả. Cô nói thẳng như vậy, vì nó cũng thầm lặng với cô vậy thôi. Con nghĩ con gái út của cô một ngày nào đó rồi em sẽ hiểu, sẽ hiểu được cái tâm trạng, để thông cảm cho cô và cũng đã không có giận cô nữa đâu. Đó. Chứ còn nếu mà sống mà ở cái cõi đời này cứ mỗi hồi hơi một chút, hơi một xíu mà để ý nhiều quá thì mệt lắm cô, mệt mỏi lắm. Your body, your baby Linda, a cigarette. Okay. Ba còn nói ok không sao hết. Đưa mai mọc, mọc đưa mọc. I used to, I quit when I was... No, my mom. No, not that I'm aware of. You're not smoking off? Not that I'm aware of. Hỏi ba con là mẹ con hồi xưa có hút thuốc không thì ba con nói là không. Chỉ có ba con có hút thôi nha. Đúng. Hay. Đúng. Khi cô bị thương
thì cô ra về năm 73 thì người Mỹ hỏi cô baby I cigarette, cô gật đầu, cô hút thử, giờ cô mới biết hút. Hồi đó cô không biết, cô không biết hút thuốc này. Hồi xưa baby I cigarette này no, không có. Dung cô hoặc là cần hỏi gì đó. Vô body có chỉ có cái tiếng trường thôi, chứ không bao giờ mà có một cái tiếng buồn phiền gì baby Linda. Ba con không nhận dạng được cô. Con sĩ càng ngày lâu ai cũng lớn hết rồi. Lớn. Chứ không có ai còn bé như xưa nữa. Nếu người ta đau diện lại cô như xưa thì ba con dễ nhìn cô 100% luôn. Vì càng ngày ai cũng có tuổi. Vì năm này cô mới 67 tuổi, ba con chỉ hơn cô 3-4 tuổi thôi, chứ không có hơn nhiều. Ba con nói ba con lớn hơn cô tới 5 tuổi thì đó. Well, I was 20. Thì cô chỉ giơ mềm mại vậy thôi. Nói nè, cho ra thấp số tuổi thì hồi xưa cô mới có 15 tuổi à. Cô không có thể. Cô ba con được, ba con nói vậy. Ba con nói là tính là số tuổi ba, cô nhỏ hơn ba con 5 tuổi thì cái thời đó ba con 20 là cô mới có 15 tuổi. Có nghĩa thì cô chỉ vào con ba đó là cô lấy cái tuổi của cô để cho cô làm thôi. Cô chỉ nhớ ngay mềm mại chừng đó thôi. Không có nhiều. She say she have like 15 years old, that you say? Yeah, she's 5 years old. Did you the fake age, that's why. Look like they say years old, but the owner, the boss, say 20, that's why. The firm is 18 years old for the woman. Yeah. Ba con hiểu cái chuyện này nhé. Ba con không nhận được cái từ nơi cô hết. Con giờ chỉ có dựa vào ai. Chứ còn bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Nói con cũng nói càng. Và suy nghĩ con đầu con cũng muốn tung lên luôn rồi. Chỉ con chỉ có suy nghĩ ra được có một cái câu đặt tố cho bản thân của con. Con cũng cầu kỳ chỉ là nguyện xin là em kế tiếp là ở bên nhà cô, anh chị em của cô đồng ý để làm. Chứ còn thực tình ra là con không biết nói làm sao, nhưng mà con chỉ suy nghĩ được là nếu giả sử là ba vật đứa con kia nó cũng giống cái gương của con, là có một người con khác chỉ thôi, chứ còn con không dám gì hơn. Và con cũng không có nói rằng là ADN ra mà con không nhập vô thì con đi tìm làm chi chống, mà thời gian của con 22 năm mà không phải là chỉ có làm mệt mỏi về tinh thần đâu, nhiều thứ lắm cô. Con rất là vất vả trên cái vấn đề ADN. Con nói thật, khi con tìm ba con cũng chứ con cũng bẻ gãy mấy cái tháp, rồi con cũng vứt, rồi con nói thôi. Nhưng mà cuối cùng thì con cũng quay lại con tìm, thì cuối cùng con tìm được ba con. Con cũng chán nản, con cũng nói thôi, tìm được mẹ nó thôi, bỏ đi, không tìm, chấp nhận số phận như vậy. Nhưng mà lương tâm con làm không được, con không cho phép con làm, cho nên con cũng phải cúi đầu quay lại thôi. Thì cũng có người hỏi con khi nào mày mới chịu ngưng, mày không tìm mẹ. Con chỉ trả lời một câu thôi, thì cũng phải có một ngày con phải ngưng thôi. Khi con đếm mà cái số tuổi 80 rồi thì mẹ con còn đâu nữa, mà con không biết con tìm ở cái hướng nào nữa, thì con tới lúc đó thì con cũng ngưng thôi. Thì bây giờ con chỉ còn có hai cái cơ hội thôi. Một là con đang trông chờ vào cái ADN của cô bên đây, còn hai là chờ gia đình cô đồng ý với tóc và nước miếng của gia đình, chỉ có vậy thôi. Thì con hồi nãy cô đã nói với con đó, nếu anh em của cô cho là quyền anh em của cô,
cô không có thể nào bắt buộc là mày cúi đầu xuống hay đưa buông tay để cho họ thử cho trùng máu chị. Cái chuyện đó là do anh em có thương cô hay không, cái chuyện đó là của anh em. Còn á, cô gặp ba con vì con đây là tuy rằng nó giống một cái khuôn mặt di đúc, cô cũng vẫn ôm ấp con cô, dù con cũng phải con của cô vẫn ôm ấp con cô trong trái tim của cô. Vì dầm mưa dài nắng mà khi cô gửi mà họ đã cáo tên táo tuổi của con cô, cái chuyện đó là người đó sống có đạo đức khi không, họ còn sống hay là họ đã mất thì do họ, cô không trách. Vậy là con con sẽ cầu xin Đức Mẹ, con tin Đức Mẹ cho con thấy đó, phone của Tuấn Vĩ sẽ reng và bên kia đường dây sẽ nói là anh em của cô cho con đi thật là đẹp. Đức Mẹ thôi, chỉ có bề trên bên Đức. Con là người phàm, Tuấn Vĩ cũng người phàm, tất cả người phàm chẳng ép ai được cô. Con đồng ý công của cô, con chỉ nguyện bề trên thương con thôi, chứ còn con là bây giờ con cũng chịu tay rồi đó. Tự vì tóc và móng tay người ta làm sao đè đầu đè cổ người ta lấy được. Cô nói đúng, con đồng ý, con chịu. Thật tình đó. Cô biết không, từ hôm con ở nhà con đếm một ngày, rồi con đếm hai ngày, con đếm cho tới ngày 28 để con đi, con đếm từng ngày, cô biết không? Dạ, thưa cô với chị, thì mình cũng trao đổi cũng như là mình đã đưa lên những cái ý kiến để mình đưa đến cái quyết định và mong là sẽ đưa đến những cái kết quả nó tốt nhất cho nhau, để gọi là mình cũng tìm hiểu ra sự thực. Thì nói như con nói hồi nãy đó, thì việc đâu còn có đó, thì bây giờ tạm thời hôm nay gặp nhau như vậy để mình trao đổi cũng như là thăm hỏi sức khỏe của nhau. Rồi con chúc cho cô cũng như là chúc cho chú Body và chị Hằng, chúng ta việc đâu còn có đó, chúng ta hãy bình thản lo những cái công việc hiện tại. Rồi công việc, nói về cái công việc ADN và công việc để tìm hiểu ra sự thực thì mình sẽ làm theo từng bước, chứ không phải là mình muốn là làm lượt. Vì lại đó mà như con nói với cô hồi nãy đó, thì cô có thời gian suy nghĩ lại và tạo điều kiện tốt nhất cho chị Hằng để chúng ta đem đến một cái kết quả tốt nhất với cô. Con cũng nghi là có thể rằng là cô cũng vì giữa chị em sao đó nên cô ngại về điều đó, thì không sao, con cũng không có ép buộc cô cái điều đó là phải liền. Cô ha, để cô nghỉ ngơi. Và con có thấy một điều thế này nữa nè, là cô hút thuốc hơi nhiều và con thấy cô ho đó, nên là con nghĩ là cô nên giảm thuốc lá nha cô nha. Giảm thuốc lá lại đi. Tại vì năm 73 cho đến giờ khi cái riêng của cô cầm một viên thuốc, luôn luôn lúc nào cô cũng nghĩ về con cô. Chứ còn hồi còn thơ, cô ra đi, cô không biết thuốc, cô không biết gì hết. Dạ. Giờ bây giờ cô ôm một cái điếu thuốc hoặc là một chai cà phê như thế này. Dạ. Ngày và đêm, đối với cô còn cơm, cô ăn theo như cái kiểu hồi xưa mà cô đã ở trong cái phòng trọ, khi gửi ai được thì cô no trong ngày đó, mà gửi không được thì cô cứ khóa cái phòng cô nằm, cô chờ đợi ra đi làm thôi. Cô có biết con nhảy với ba con suốt, cứ cầm điện thoại lên là nhảy với ba con. Rồi cô biết không, con thấy hình như có cái bệnh nhảy luôn á. Có một lần con nói chuyện con là câu trước con chạy, xong câu sau con hỏi tứ tung rồi. Cái câu cuối cùng cũng quay lại tới mẹ con. Hình như là con cũng đang có cái bệnh nhảy với ba con. Con dằn vằn vật hỏi riết là ông cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà ông lại thương con, không cho con thấy cái thái độ ông cảm thấy khó chịu luôn, là cô biết tới mức độ như vậy rồi đó. Thấy chú hiền quá ha. Chú hiền, thấy thương chú. Rất là hiền luôn á. Thì bác con muốn cái gì ba cũng chấp nhận. Nhất là cái vấn đề đi tìm mẹ con là ba đồng ý, là nói theo kiểu Việt Nam là đưa hai tay hai chân lên đồng ý luôn. Yeah. Muốn đi đâu nha. Tìm được ba năm 2008, nói với ba một câu đi về Việt Nam, ba đi liền, đi tiền luôn ngay trong cái tháng dỗ má sưng luôn. Yeah. Thì giờ con cũng vẫn, thì theo cái ý của con vẫn đi kiếm mẹ con nữa đi. Rồi cô hành trình này là con vẫn tiếp. Dạ.
con gọi là thỏa mãn rồi, thỏa mãn là gặp ba con khi tụi cô còn thơ, như vậy thôi. Còn mà con nói về nhìn ba con mà tên để vào chung mình hoặc là nhìn về những cái gì đó thì cô không thích. Cô chỉ là đặt một cái thế giới cho ông ta, giới ở với cô như thế đó, mà khi ông ta ra về cô bị như thế đó, là như vậy thôi. Còn bây giờ đó tùy con, nếu anh chị em của cô hoặc là con cháu của cô cho con một cái gì đó mà để thử lại thì quyền của anh chị em, chứ cũng không có quyền gì của cô hết. Vì cô ở xa xứ, cách 1.500 mấy cây số, thành gì bây giờ cô cũng không đi đứng đâu được. Cô chỉ ngồi ôm cái quán cho vui, cho có một tiếng tẻ thơ hoặc là ai kêu cô tên đó thì cô rất vui thôi. Chứ cô không có sống gần người Việt nhiều, vì cô xung quanh cô là người đồng bào thôi. Vì đây là một cái xứ, là xứ lạ quê người của cô. Thôi như vậy ha. Thì bây giờ sẵn kênh Tuấn Vĩ đây thì Tuấn Vĩ cho chị cũng thứ nhất là gửi lời cảm ơn tất cả cộng đồng mạng cái thời gian mà bắt cô Linda Kim có sự xuất hiện của cô trên tất cả những cái video của chị đi tìm mẹ. Thì cô Linda Kim là có nhiều cái khía cạnh về mặt bên ngoài, nhưng mặt ADN thì một lần đã không đúng rồi đó. Nhưng mà chị vẫn luôn đi tìm mẹ không ngưng đó, cũng mong cộng đồng là giúp đỡ giùm cho chị đây để đi kiếm được lại mẹ ruột của mình đó, là để trả lại cái ân tình 9 tháng 10 ngày chị. Là điều thứ hai, nếu như mà anh chị em của cô có ai đó coi cái video này thì coi như là cho con đi, cho con một cái cơ hội, một cái tóc, cái móng tay để cho con làm sáng tỏ cái chuyện này, để cho cô khỏi phải ấp ủ cái buồn phiền trong lòng của cô, và cho cả cái người con gái út của cô biết rõ được cái kết quả, để em ấy đừng có buồn, để đừng có vì ai mà làm cho em ấy phải mệt mỏi về tinh thần đó, và cho cả cái bản thân của con có được cái câu trả lời, và kể cả ba con cũng có được câu trả lời cho nó rõ ràng. Chứ ba con và con là không có bao giờ mà nói không nhận là điều đó không đúng. Cỡ nào cũng nhận, hao tốn cỡ nào cũng nhận, mệt mỏi cỡ nào cũng nhận, vì đây là ruột thịt. Dạ. Yeah. Ok chị. Thưa cô và thưa chị, hôm nay thì con cũng rất là cảm ơn cô và đã dành thời gian cho cái buổi trò chuyện này, và em cũng rất là cảm ơn anh Khỏe nhiều đã dành thời gian để kết nối. Và chị Hằng chuyển lời tới chú dùm em chúc sức khỏe chú và hy vọng là không làm phiền chú trong buổi trò chuyện này. Rồi để lát nữa rồi chị nói chuyện với ba nhiều hơn chị sẽ nói hết. Đôi khi cũng khó nói, muốn nói chuyện riêng với ba trong buổi tối này. Yeah, yeah. Chị sẽ chuyển hết những cái gì cho nó rõ ràng và nó chính xác hơn. Còn ba thì thật ra ba cũng chỉ muốn nhìn mặt để ba coi cái đầu óc ba có nhớ lại được không, mà ba quyết định rằng là không đúng rồi đó. Yeah. Đó. Ba không có ấn tượng chị ha. Yeah. Có thể quên, xa xôi quá, 51 năm rồi. Còn có 2 nữa là đúng 51 năm được. Mm. 2 ngày nữa là coi như 2 ngày nữa thì coi như 51 năm chẳng đó. Yeah. Còn cô thì lại nhất quyết rằng là đúng là người xưa. Cho nên lớn tuổi rồi không biết nhìn vào như thế nào được cả. Từ cô nói là cô vô máu thì chị cũng bó tay thôi, chị không biết làm sao. Mà ba thì nói không đúng, câu chuyện thì đúng nhưng mà không đúng. Thì bây giờ nó được em để làm việc thôi, chứ còn người giống người ba không chịu như vậy. Thật tình là chị phải rõ ràng, chứ còn không có cái lý do gì hết. Cũng giống như bây giờ mình đi bác sĩ, thì đó mình bị bệnh đó thì cũng muốn tìm người bác sĩ khác để coi có đúng hay không. Đó, người ta nói
có ba cái cơ hội là mà quá ba ba lần mà, thì tại sao ADN cũng vậy thôi. Không phải là người ta đoán sai, nhưng mà mình cứ cho là trục trặc gì đi. Dạ, cứ cho là như vậy đi. Còn có cơ hội để làm lại mà. Nên là rất là đáng tiếc vì điều này, thì mình cũng còn chờ kết quả của hai chỗ nữa, bên em và bên chị cái nước miếng nữa. Bên đây là một tuần để chờ phát triển. Bây giờ Thu Vị. Dạ. Thu Vị ạ. Dạ. Cho cô nói đây là điều chốt. Giờ đúng hay là không đúng? Đến đây cô xin tạm dừng cho từ đây đến về sau cả cuộc đời của cô. Cô không để cho một ai tung cái buồn phiền của cô lên mạng mà để họ đau thương về cô. Đây là phút cuối này là cô rất cảm ơn Body. Hiện trên cái chiếc điện thoại này, cô mặc không bao giờ quên. Thật sự. Nhưng Body càng ngày càng lớn tuổi, Linda cũng càng ngày càng lớn tuổi, thì nói ra thì bây giờ nó qua rất cảm ơn, để lại một cái trí nhớ của trong con người Việt giống như cô đây. Chỉ là giờ chỉ biết suy nghĩ lại cái tụi mình còn thơ thôi, chứ còn không suy nghĩ gì bây giờ mà dừng dạng để cho mình có một cái gì đó, một cái niềm tin gì đó. Nhưng cô rất vui, rất vui khi gặp ông ta, tuổi khi ông ta đến Việt Nam còn nhỏ tuổi, nhưng cô cũng nhỏ tuổi hơn ông. Nhưng không ai dám mà nói hẳn ra, nếu khi đi ở đó thì người ta rất vui, mà khi đi mà gần những người Tây là người ta cũng vô vui. Vì sao? Ở trong thành phố đô thì mình tất cả phải giấu trong tim của mình, chứ không được bộc lộ ra. Nhưng mà ngày hôm nay cô đã nói ra tất cả những điều gì sự thật của cô, chứ không có nói dối. Cô không thích cho đến bây giờ vậy. Cô rất vậy. Con. Bây giờ con hỏi có tung bình. Cái kết quả ADN, nếu cô nói vậy, cái kết quả ADN ở bên con có kết quả đó, nếu như lòi ra con gái của cô thì chẳng lẽ cô muốn được à? Cô không muốn á? Có chứ. Cô muốn nhìn mặt của con cô. Đó là một lần sau cuối để cô ngủ thôi. Chứ còn nói về con của cô phải còn lo cho con, phải lo cho chồng, lo cho gia đình của con. Vậy, con xin hứa với cô, kết quả ADN ở bên tay của con đây mà ra khớp với người nào, con cũng sẽ gửi email cho người đó. Nếu không được, con sẽ tung lên Facebook và con tìm cho ra được cái bé này để cô đó biết. Còn nếu không đụng vào ai thì cô chịu. Như vậy là chỉ có chờ vào ADN của gia đình cô thôi. Đó là hai kết quả là con nghĩ ra. Con hy vọng là cô hiểu được cái ý của con là như thế nào. Đó. Chứ còn con thấy cô mệt mỏi và cứ gầy gò ốm yếu kiểu này, con nói thật với cô, con thấy con cũng sót, con sót lắm, nhưng mà con không biết làm sao hơn. Con cũng muốn cho nó kết thúc cái chuyện mà con đi tìm mẹ, con cũng muốn tìm cho nhanh cho xong. Từ việc đến cái số tuổi càng ngày mẹ con càng già rồi, cô con nói thật với cô, mỗi một năm mà tới cái sinh nhật của con là con sợ lắm. Người ta mừng sinh nhật chứ con không có vui. Là tại vì tuổi con một lớn, mẹ con lại một lớn, là cái ngày mà gần cái đổ nhiều hơn là còn ở trên đây. Mà con đã hứa về để cho ba con gặp cô là con đã làm đúng như lời con đã hứa với cô. Con hứa với cô cái gì con làm được đã làm. Nhưng con hy vọng là cô và con và ba con sẽ có một cái kết quả và một câu trả lời chính xác cho cả ba người, để không ai phải sau này là ồ tại vì mày không chịu làm ăn với tao, hay là ồ cái con bé này nó ngang ngược, hay là cái cô này cô ngang ngược, không có muốn sau này mà nói tới mấy cái chữ này nó mệt mỏi lắm, cũng phải ân hận mệt lắm. Thôi bây giờ cảm ơn con, cảm ơn ba con, và trước tiên là cảm ơn quý vị trước vì kết nối
đi cho khỏe, mấy cô mới dần diễn ra được người cô gần gũi và dần diễn ra được người cô ôm ấp mà từ khi tuổi còn thơ như vậy đó. Cô rất cảm ơn. Dạ thưa cô, thế này cô nè, là lớn tuổi đó đôi khi kẻ quên người nhớ đó cô. Ví dụ đây con ví dụ nha, ví dụ như là thực sự là cô và chú là đúng cái nhân vật mà trước đây đã từng gặp gỡ mà chú không nhớ thì cô cũng đừng buồn nha, bởi vì lớn tuổi đó cô. Đó là đặt ra cái trường hợp ví dụ thôi. Tuy nhiên thì là theo như chú thì chú nói là không có ấn tượng về về cô, có nghĩa là chú không có nghĩ là sẽ đã gặp cô, nhưng mà cô thì quả quyết rằng là đã gặp chú. Cho nên nếu ví dụ như thực sự đôi bên đã gặp nhau mà chú không có nhớ đó thì mong cô đừng buồn về chuyện này cô ha, bởi vì lớn tuổi đó cô. Cô nói thẳng với con á, thì body ra với cô nào qua là nó hẳn nó lâu lâu mới ra một lần, nhưng khi nào cái ký ức của body thì cô không bao giờ cô quên cậu ta hết. Nó hẳn là như vậy. Vì cậu ta rất tiếp đối đãi với cô rất tốt, một người nhỏ tuổi với cô mà không tham vọng vì tiền mà body cho cô bao nhiêu, cô chỉ hưởng bao nhiêu. Cô không đòi hỏi, cô không có rờ cái bóp hoặc là cô không có lục túi, vì cô không có biết mấy cái vấn đề đó. Thì sự thực tế ra cha mẹ có đặt cô năm hay tháng, cái đó là của cha mẹ. Còn cô á, ra đi cái tuổi còn thơ quá, cô cái đoán chừng là 16, 17 tuổi đổ lại. Nhưng mà cô non già hơn nữa, cái điều đó cô cũng không biết tuổi tác của cô. Nói thẳng ra một câu gì như thế đó, cô đã nói mà, ra đi chỉ bằng hai bộ đồ vải tám thôi, chứ không có lụa là gâm nhung. Đó, thì thành gì thì cô cũng mong rằng tuổi thì ai cũng ngày càng lớn, nhưng mà chắc có lẽ trí óc của cô tự nhiên sao không biết, nhưng mà lại nhớ là từng lý từng xí con của mình, từng lý từng xí mình gần với người đó. Thì chứ còn ngoài khác thì cô không có hiểu. Không phải là nói ba con đi trà trộn quán này quán kia đâu, nhưng mà cô nói là những người Mỹ họ thích tới quán này qua quán kia, chứ không phải là đánh giá ba con. Con nghe cho rõ cái lời từ của cô. Thì mà nó có cái tánh đi rồi, đói nó trong chuồng, đói nó đi. Rồi thưa cô, thưa chị, bây giờ chắc là chị dành thời gian cho chú nghỉ ngơi đi, rồi cô cũng nghỉ ngơi đi. Chúc cô và gia đình mình sức khỏe hết nha nha cô và chị nha. Rồi cảm ơn anh khỏe nữa anh nha nha cô nha, cô gửi lời cảm ơn anh khỏe giùm con nha. Dạ. Dạ. Có kết quả con sẽ báo cho chuẩn bị ngay. Dạ. Dạ. Rồi vậy mình chào tạm biệt nhau ha. Cô nhớ bỏ bớt thuốc đi nha cô nha. Bớt thuốc lá giữ gìn sức khỏe nha cô nha. Rồi chị cảm ơn Tuấn Bỉ nhiều lắm. Rồi chào chị. Hết nói hết lần này tới lần khác. Con thôi vậy đi nha. Cho cô về bên quán nha. Dạ dạ. Đi gửi quán cho người ta. Dạ vâng, rồi con chào cô. Rồi con bye bye chú Body nha. Con bye bye chú. Bye bye. Chào buổi tối. Ra buổi tối. In Việt Nam thì morning. Bà nói bà xin lỗi bà. Ở bên kia về là ban ngày bà. Bà nói chúc một ngày được bình an. Happy birthday. Cảm ơn. Cảm ơn your body. Dạ. Cảm ơn quý vị nhiều, quý vị. Dạ. Rồi. Dạ. Bye bye. Dạ.